Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 31 tháng 7 năm 2024, tức ngày 26 tháng 6 âm lịch ngày Bính Thân, trực, trừ, tốt mọi việc, tuổi xung ngày, Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, tuổi hợp trong ngày, ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn Thành thủy cục. Giờ hoàng đạo, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, hướng tốt xuất hành, hướng Tây Nam, hướng Đông. Xem tử vi hàng ngày dự báo 5 tuổi tiền tài tăng tiến trong ngày thứ tư này sẽ là tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 31 tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, tam hợp tác động, người tuổi Tý cởi mở, luôn sẵn sàng học hỏi mọi người xung quanh. Nhờ vậy bạn nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới hữu ích để áp dụng vào công việc. Với người làm kinh tế, bạn có thể ký kết hợp đồng làm ăn hoặc mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất trong ngày hôm nay nếu đã chuẩn bị tốt các yếu tố nhân lực, vật lực. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đừng để thời cơ trôi qua mất. Kim sinh thủy, chuyện tình cảm cũng đem tới cho con giáp này những tín hiệu đáng mừng. Bạn chủ động hơn khi trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà bạn có thể lọt vào mắt xanh của một ai đó. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, luôn sẵn sàng học hỏi mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, tiếp thu được những kiến thức mới hữu ích để áp dụng vào công việc. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, có thể ký kết hợp đồng làm ăn hoặc mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đừng để thời cơ trôi qua mất. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, chủ động hơn khi trò chuyện với mọi người xung quanh. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quy nhân phù trợ Thân, Hợi, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, theo tử vi hôm nay, thương quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu dễ vướng phải khúc mắc với cấp trên. Đôi bên có cách làm việc không giống nhau nên xảy ra tranh cãi, khuyên bạn không nên quá nóng nảy, làm mất mặt đối phương. Hãy thử bình tĩnh để suy xét vấn đề trên những góc độ khác nhau, đừng ngại đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu được điều mà người đó đang suy nghĩ, đừng khiến mối quan hệ đôi bên trở nên gay gắt. Thổ sinh kim, may mắn là phương diện tình cảm vẫn đem đến cho bản mệnh nhiều niềm vui. Con giáp này luôn nhận được sự quan tâm, thấu hiểu từ người thân, gia đình tiếp thêm cho bạn nhiều sức mạnh. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, khuyên bạn không nên quá nóng nảy, làm mất mặt người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, hãy thử bình tĩnh để suy xét vấn đề trên những góc độ khác nhau. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, đừng ngại đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu được điều mà người đó đang suy nghĩ. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, luôn nhận được sự quan tâm, thấu hiểu từ người thân. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, gia đình tiếp thêm cho bạn nhiều sức mạnh. Con số may mắn 9, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Tỵ. Tử vi tuổi Dần, Dần thân tương xung, người tuổi Dần cần giữ thái độ khiêm tốn khi làm việc với mọi người xung quanh. Nếu bạn kiêu ngạo thì dễ bị người giàu kinh nghiệm hơn chê cười, đồng thời dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Người làm kinh tế cần xem xét kỹ càng các điều khoản hợp đồng trước khi quyết định đặt bút ký. Nếu bạn sơ suất, bạn có thể tạo ra lỗ hổng để kẻ xấu lợi dụng trong tương lai, đẩy mình vào cảnh làm ăn thua lỗ. Kim khắc mộc, chuyện tình cảm cũng chẳng được tươi sáng. Con giáp này không nên vội vàng kết tội nửa kia khi nghe thấy những lời đồn thổi bên ngoài. Hãy dành thời gian để trò chuyện và thấu hiểu đối phương hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, cần giữ thái độ khiêm tốn khi làm việc với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, nếu bạn kiêu ngạo thì dễ bị người giàu kinh nghiệm hơn chê cười. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, cần xem xét kỹ càng các điều khoản hợp đồng trước khi quyết định đặt bút ký kết. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, nếu bạn sơ suất, bạn có thể tạo ra lỗ hổng để kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, hãy dành thời gian để trò chuyện và thấu hiểu người ấy hơn. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ Tý, Tuất, Hợi.
Tử vi tuổi Mão, chính ấn tương trợ, người tuổi Mão gặp được nhiều yếu tố thuận lợi trên phương diện sự nghiệp trong thời điểm này. Hôm nay chính là lúc để bạn phát huy thế mạnh. Đừng ngại nêu lên những quan điểm, suy nghĩ của mình và thuyết phục mọi người bằng những lý lẽ thuyết phục. Tin rằng ý kiến của bạn có thể thổi một luồng gió mới vào tập thể, khiến công việc tiến triển nhanh nhẹn hơn. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực trừ là ngày tốt để thực hiện những công việc trọng đại. Vì thế, bạn cần sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, gặp được nhiều yếu tố thuận lợi trên phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, hôm nay chính là lúc để bạn phát huy thế mạnh. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, đừng ngại nêu lên những quan điểm, suy nghĩ của mình và thuyết phục mọi người. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, ý kiến của bạn có thể thổi một luồng gió mới vào tập thể. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, ghi, quý nhân phù trợ, Hợi, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, được tam hợp trợ vận, người tuổi Thìn có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương đưa cho bạn nhiều gợi ý hữu ích giúp bạn vượt qua được tình thế khó khăn trước mắt. Với người làm kinh tế, con giáp này xây dựng được quan hệ rộng rãi với khách hàng, nên có một ngày buôn bán đắt khách. Bạn có thể suy nghĩ mở rộng thêm quy mô làm ăn kinh doanh của mình để thu hút thêm khách hàng mới. Thổ sinh kim, chuyện tình cảm cũng đem tới cho con giáp này nhiều tin vui. Người độc thân có thể gặp một người nào đó mà bạn có thiện cảm ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Mối quan hệ đôi bên gần gũi nhanh chóng. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, có người cho bạn nhiều gợi ý hữu ích, giúp bạn vượt qua được tình thế khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, quan hệ rộng rãi với khách hàng nên có một ngày buôn bán đắt khách. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, mở rộng thêm quy mô làm ăn kinh doanh của mình để thu hút thêm khách hàng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, có thể gặp một người nào đó mà bạn thấy có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp gỡ. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, vàng, xám, quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, do có nhị hợp phù trợ, người tuổi Tỵ không ngại thử thách bản thân trong ngày hôm nay. Trong quá trình đó, bạn còn có thể tình cờ phát hiện thêm thế mạnh mới của mình. Một số người có cơ hội tham gia vào những lớp học bồi dưỡng hoặc hội thảo nâng cao kiến thức, kỹ năng. Hãy chăm chỉ học hỏi, bạn có thể tiếp thu được nhiều kiến thức hữu ích, biết thêm cách đối diện với những vấn đề trong tương lai. Tiếc rằng hỏa khắc kim, vợ chồng bạn lại thường xuyên tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu đôi bên cứ tiếp tục chấp nhặt thì quan hệ sẽ chẳng thể nào tốt đẹp lên được. Hãy học cách bao dung hơn cho nhau. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, không ngại thử thách bản thân trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, có thể tình cờ phát hiện thêm thế mạnh của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, có cơ hội để tham gia vào những lớp học bồi dưỡng hoặc hội thảo nâng cao kiến thức, kỹ năng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, vợ chồng bạn cứ tiếp tục chấp nhặt nhau thì quan hệ sẽ chẳng thể nào tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, hãy học cách bao dung hơn cho nửa kia của mình. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Mùi. Tử vi tuổi Ngọ, theo tử vi hàng ngày, hỏa khắc kim, người tuổi Ngọ sẽ phải đối diện với nhiều chuyện không vui trên phương diện tình cảm trong ngày hôm nay. Vợ chồng bạn có thể hiểu lầm nhau về một vài chuyện nào đó. Thay vì giữ những nghi hoặc ở trong lòng và đưa ra những suy đoán chủ quan, thì bạn nên thẳng thắn trao đổi với nửa kia của mình. Có thể vấn đề vốn chỉ rất nhỏ nhặt, bạn không hiểu rõ tình hình nên suy diễn thêm mà thôi. Kiếp tài cho thấy, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng có nhiều bất ổn. Con giáp này nên học cách hợp tác với mọi người xung quanh nhiều hơn. Đừng làm mọi việc theo ý mình, có thể gây rắc rối cho tập thể. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, phải đối diện với nhiều chuyện không vui trên phương diện tình cảm. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, vợ chồng bạn có thể hiểu lầm nhau về một vài chuyện nào đó. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, đừng giữ những nghi hoặc ở trong lòng và đưa ra những suy đoán chủ quan. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, nên học cách hợp tác với mọi người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đừng làm mọi việc theo ý mình, gây rắc rối cho tập thể. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, tím, vàng cam, quý nhân phù trợ, Tỵ, Mùi, Tuất.
Tử vi tuổi Mùi, thương quan giáng họa, người tuổi Mùi không nên tìm cách kéo gần khoảng cách với người quyền cao chức trọng, hòng đi lối tắt trong ngày hôm nay. Muốn gặt hái thành công, bạn nên dựa vào sức của chính mình. Với người làm lãnh đạo, con giáp này không nên cậy quyền cậy thế để áp đặt hoặc chèn ép người khác. Muốn nhận được sự tôn trọng của mọi người, bản mệnh cần là người ngay thẳng, tỉnh táo hơn. Thổ sinh kim, chuyện tình cảm đem tới cho bản mệnh nhiều an ủi. Trải qua sóng gió, bạn nhận ra ai là người luôn động viên, giúp đỡ mình. Bạn rất quý trọng mối quan hệ mà mình đang có. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, không nên tìm cách kéo gần khoảng cách với những người quyền cao chức trọng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, muốn gặt hái thành công, bạn nên dựa vào sức của chính mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, không nên cậy quyền, cậy thế, áp đặt hoặc chèn ép người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, trải qua sóng gió, bạn nhận ra ai là người luôn động viên, giúp đỡ mình. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, bạn rất quý trọng mối quan hệ mà mình đang có. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, vàng, cà phê, quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân, thiên tài nâng bước, người tuổi Thân sẽ có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Những khoản đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận, nhờ thế mà bạn có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu của mình. Nếu đã chăm chỉ với những công việc làm thêm trong suốt thời gian qua, thì nay là lúc để bạn nhận được khoản thù lao xứng đáng. Nhờ có khoản tiền này mà bạn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình hơn, mức sống cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, kim khí vượng là dấu hiệu cho thấy bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, những khoản đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, bạn có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, nay là lúc bạn nhận được khoản thù lao xứng đáng. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, ý kiến của bạn sẽ giúp tập thể tìm ra hướng phát triển mới triển vọng. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe, chớ để cơ thể chịu tổn thương. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, vàng kim, trắng, quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, dưới sự thúc đẩy của tam hội, người tuổi Dậu duy trì được đầu óc nhanh nhạy và tỉnh táo, như thế mà bạn đưa ra nhiều quyết định chính xác, giải quyết được nhiều khúc mắc còn tồn tại. Nếu đang ấp ủ một ý tưởng nào đó, thì hôm nay là thời điểm thích hợp để biến điều đó thành hiện thực. Hãy tin tưởng bản thân và mạnh dạn bắt tay vào làm việc. Xung quanh bạn cũng có không thiếu những người luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Đông sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, duy trì được đầu óc nhanh nhạy và tỉnh táo trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, đưa ra được nhiều quyết định chính xác, giải quyết được nhiều khúc mắc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, nếu đang ấp ủ một ý tưởng nào đó thì hãy bắt tay vào thực hiện. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, xung quanh bạn cũng không thiếu người luôn sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, xám, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi, thổ sinh kim, người tuổi Tuất được tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên người thân của mình. Vì mọi người luôn quan tâm và thường xuyên trò chuyện nên rất thấu hiểu nhau, luôn ở bên nhau trong những thời khắc quan trọng. Với người độc thân, hôm nay bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Hãy thử trò chuyện với đối phương một cách cởi mở, có thể bạn sẽ nhận ra những điểm hay ho của người ấy và thấy người đó rất hấp dẫn. Thực thần đem tới tin vui trên phương diện tài lộc, con giáp này nhận được khoản tiền đầu tư từ người thân quen. Hãy tích cực làm việc, tin tưởng vào định hướng của mình. Đừng phụ lòng những người tin tưởng. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, gia đình bạn thường xuyên trò chuyện nên rất thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, có thể được giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, nhận được khoản tiền đầu tư từ người thân quen. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, hãy tích cực làm việc, tin tưởng vào định hướng của mình. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Dậu. Tử vi tuổi Hợi,
Tương hại ngăn lối, người tuổi Hợi cần thận trọng trong các mối quan hệ xã giao của mình. Có thể kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận bạn, làm thân với bạn, hòng chiếm đoạt một lợi ích nào đó. Trong ngày hôm nay, tốt nhất bản mệnh nên tự lực cánh sinh, chứ đừng quá tin tưởng hoặc phụ thuộc vào người khác. Chỉ khi bạn bắt tay vào làm việc thì bạn mới theo sát được tiến độ, tránh được nhiều nguy cơ không đáng có. Kim sinh thủy, chuyện tình cảm của con giáp này lại có những tiến triển khả quan. Bạn chủ động kéo gần khoảng cách với người mình yêu mến. Sự chân thành của bạn đang dần khiến cho đối phương rung động. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, cần thận trọng trong các mối quan hệ xã giao của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, có thể kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận bạn, hòng chiếm đoạt một lợi ích nào đó. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, nên tự lực cánh sinh, chứ đừng quá tin tưởng hoặc phụ thuộc vào người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, bạn chủ động kéo gần khoảng cách với người mình yêu mến. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, sự chân thành của bạn đang dần khiến cho đối phương rung động. Con số may mắn, 1, 6, giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh nước biển, trắng, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mão. Đánh giá tử vi ngày 31 tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp, tuổi nào may mắn nhất trong ngày, tuổi Tý, Thìn, Tuất, con giáp nào với nhiều rắc rối nhất, tuổi Dần, Ngọ. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!